Cảm ơn, xin cho qua. Cảm ơn. Đốc quân Tất. Được, mời mọi người cạn ly. Thật ngại quá. Bắt kẻ ám sát. Cậu dám theo dõi tôi? Anh Trương, tôi nhìn thấy anh xử lý Tất Trọng Nguyên. Xử lý nhầm rồi, không thể nào. Tôi tận mắt nhìn thấy Tất Trọng Nguyên xảo quyệt. Đó chỉ là thế thân thôi. Làm sao bây giờ? Nơi này không an toàn. Nơi này rất an toàn. Tôi hiểu rồi. Sẽ không ai ngờ kẻ ám sát lại ở trong phòng của phó quan. Đây là phòng của phó quan. Đúng vậy, là phòng của La Tông Vĩ. Lần này không bắt được Trương Thiết Tài, tôi sẽ lấy mạng anh. Đốc quân yên tâm, Trương Thiết Tài trầu trời là cái chắc. Ai? Bắt lấy hắn, mau bắt hắn lại, mau mau. Mau, bắt lấy hắn, mau. Mau. Anh vẫn ổn chứ? Một lũ vô dụng. Bao nhiêu người như vậy mà không bắt được Trương Thiết Tài. Tư lệnh Tất, tôi đến rồi. Phó quan La, sao anh lại tới đây? Chúng tôi đang truy bắt một phục vụ cầm súng. Phát hiện ở đâu? Tầng 6. Hỏng bét. Đi mau. Rõ. Mau.
Phó quan, ngài đốc quân, đốc quân, mộ Quách Chí Thành. Anh Thiết, đã xác định được tình hình của người này. Cô cây cô có thể lấy được ảnh của Trương Thiết Tài, quả thực không dễ dàng gì. Hắn đã liên hệ với Thẩm Khuyết Chân, rất có khả năng sẽ trở thành chỗ dựa của Trung Tín Đường. Tôi chỉ lo chuyện của bến tàu Thuận Phong sẽ trở nên phức tạp hơn. Đúng vậy. Vậy có phải cô cây cô còn mang chỉ lạnh mới tới nữa không? Quân Bắc Phạt của Trung Quốc đã đưa ra khẩu hiệu đả đảo chủ nghĩa đế quốc, đả đảo các cường quốc. Ở Cửu Giang, sự việc đã đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của đế quốc Nhật Bản tại Trung Quốc. Các lợi ích đặc biệt của chúng ta ở Mãn Châu, Hoa Bắc, Thượng Hải tuyệt đối không thể vì cuộc cách mạng ở phía Nam Trung Quốc mà gặp tổn thất. Ban chỉ huy quân sự cho rằng nếu Trung Quốc xảy ra tình trạng Nam Bắc phân chia thì sẽ phù hợp với lợi ích của đế quốc Nhật Bản ở Trung Quốc. Vì vậy, ban chỉ huy quân sự hạ lệnh cho tất cả cơ quan tại Trung Quốc ngăn cản sự thâm nhập của thế lực Quảng Đông. Đối với ông Mojita thì nhiệm vụ cấp bách là nhanh chóng giành được quyền sử dụng bến tàu Thuận Phong. Mojita hiểu. Người tiếp theo, kêu cậu đó, đưa ra làm gì? Chẳng phải cậu đến tìm việc sao? Ký tên đi. Đồ điên. Người tiếp theo, Hiệu Cầm Đô. Cảm ơn. Một đồng của cậu, trả thêm cho tôi đi, chỉ được chừng đó thôi. Cướp, đưa đây, có ai không? Đưa cho tao, bỏ tay ra. Mau bắt cướp giúp tôi. Thằng khốn, cút, đưa túi cho tao, đưa cho mày. Chuyện của tao mày cũng dám xía vào hả? Tao chắc chắn phải xía vào rồi. Mày có biến không? Có biến không? Mày có biến không? Mày. Trả cho mày. Mày chờ đó cho tao. Mày nhớ đó. Mày chờ đó cho tao. Nhờ cậu đưa cái này cho anh Dương Vân Đình. Xuân Quang, anh Vân Đình, mau vào thôi. Nhớ rõ, tối hôm nay tôi sẽ không gặp thêm bất kỳ ai. Vâng, mời, vâng.
Theo anh làm gì? Em sợ anh lạc đường, không về nhà được. Nói linh tinh, về đi. Không, em có biết anh đi làm gì không? Anh đi làm cách mạng. Làm gì có nhiều mạng để mà làm cách mạng vậy? Anh đi thăm người bạn. Vậy chắc cũng là đồng chí cách mạng. Em cũng muốn đi. Được, vậy em cứ đi theo đi, xem là đồng chí cách mạng nào. Mẫn Nhi, bác Ách Cầu. Mẹ ơi, bác Ách Cầu tới rồi. Em nè, người đã khuất núi rồi, anh còn tới đây làm gì? Đi đi, đi đi. Em nè, anh tới thăm người anh em của anh. Hưng ba, đại ca tới thăm em đây. Bài vị của Hưng ba, tôi thật không hiểu. Hưng ba sao lại bị anh lừa tới mức một lòng một dạ đi theo anh? Con đường này là tử lộ. Con muốn ba về. Chị không thể nói vậy được. Hiệu Trinh, ba ơi, đại ca, hai mẹ con họ thật đáng thương. Có thể thấy trong lòng anh rất buồn. Giờ em còn thấy việc lấy mạng người khác là chuyện rất vui không? Thiệu Trinh, trong lòng em đại ca là một sát thủ, nhưng anh là bị ép làm sát thủ. Lấy mạng người khác là chuyện bất đắc dĩ. Mỗi lần lấy mạng người khác, anh đều cảm thấy sợ hãi. Sợ bằng hữu phải hy sinh, sợ lấy mạng nhầm người. Hai mẹ con lúc nãy em cũng thấy đó. Em nên biết là anh căm ghét việc lấy mạng người khác thế nào. Mở cửa. Anh Thiết, anh về rồi sao? Những người ở cửa tới bao lâu rồi? Đi qua đi lại mấy lần rồi? Tôi muốn biết ai phái họ tới đây thăm dò. Dạ. Đại ca, hôm nay sao anh lại mặc như vậy? Chị, không nói tôi bẩn đó chứ? Đâu có, sao em cũng mặc như vậy chứ? Em mặc vậy thì sao chứ? Đại ca ngồi đi. Chị, đại ca dẫn dắt em vào đảng cách mạng.
bồi dưỡng em thành liên lạc viên. Được rồi, người lớn đang nói chuyện. Đại ca, đi lại ngoài Tô giới nên cẩn thận nhiều hơn. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Giang Hạc Linh muốn mời tôi xem kịch. Anh nói xem đây là chuyện tốt hay xấu. Cậu nghĩ sao? Em nghĩ chuyện xấu. Tai mắt của Giang Hạc Linh khắp nơi, không thể không biết mối quan hệ của hai chúng ta, càng không thể không biết tôi ở nhà cậu. Chuyện bến tàu Thuận Phong, hai bên kết mối thù hằn với nhau, hắn đột nhiên mời tôi. E không phải làm người trung gian. Vậy hắn ta muốn làm gì? Xử tôi. Cũng lớn gan thật. Lại xem như chẳng có chuyện gì. Em không tin Giang Hạc Linh dám kéo tới đánh ở đây. Khoan đã, vở kịch này chúng ta sẽ xem. Đại ca, biết rõ là nguy hiểm vẫn đi sao? Vì bến tàu của người anh em. Bến tàu em có thể không cần. Đại ca tuyệt đối đừng mạo hiểm chuyến này. Hơn nữa, có đại ca ở Trung Tín Đường, tên họ Giang đó cũng dè dặt hơn. Hắn dè dặt, tôi thì không. Chúng ta không đánh người có thành ý. Nể mặt hắn ta. Nhà hát Đông Phương. Đây là khu vực Tô giới. Người của Giang Hạc Linh không dám manh động đâu. Đây có phải là anh Thẩm của Trung Tín Đường không? Biết rồi còn hỏi, lão đại của các người đâu? Anh Giang ở hậu trường của nhà hát. Mời hai vị. Chờ ở hậu trường. Chơi lớn đấy. Quyết Trần, khách chiều theo chủ thôi. Đi xem thế nào. Mời hai vị. Anh Giang, anh thực sự thích diễn kịch hả? Anh Xuân Quang, cậu Thẩm, thứ lỗi cho Giang Mỗ không thể nghênh đón. Anh Giang đích thân lên diễn kịch để tiếp đón tôi với Khuyết Trần. Tôi đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi. Anh Xuân Quang quả nói đúng ý của tôi. Có trách thì chỉ trách là anh tới bến Thượng Hải lại không chào hỏi người bạn cũ này. Thiệt xa cách quá. Lần này mà không diễn trò gì thì tốt biết mấy. Chờ sau khi tôi biểu diễn cho hai vị xem, rồi sẽ tiếp đón cũng không muộn. Ông chủ Giang, ông phải nhanh lên. Vở kịch sắp bắt đầu rồi. Trưởng đoàn Hà, qua đây đi, tôi giới thiệu một chút. Người này là anh Trương, Trương Thiết Tài, lừng lẫy ở bến Thượng Hải năm xưa. Đây là anh em kết bái của anh ấy, cậu Thẩm, Thẩm Khuyết Trần. Anh Trương, anh Thẩm, sau này nhờ hai vị thường xuyên ủng hộ. Diễm Thu còn non kém, mong hai vị lượng thứ. Anh Xuân Quang, trong ngành nghề này, Giang Mỗ tôi muốn diễn kịch còn phải xem sắc mặt của cô ấy. Tôi còn phải nhờ vào trưởng đoàn Hà để kiếm ăn nữa. Anh Giang cứ yên tâm diễn kịch đi. Tôi chúc anh mã đáo thành công. Còn việc khác chúng ta nói sau. Được, mời hai vị. Đưa hai vị vào phòng riêng. Mời hai vị. Phục vụ cho tốt. Mời. Mời đi bên này. Mời. Hay lắm.
Quyết Chân, tối nay chắc chắn xảy ra chuyện. Đại ca thấy có điểm gì bất thường rồi. Chuyện nằm ở trong vở kịch của Giang Hạc Linh. Hắn ta không xem cùng chúng ta, để cho sát thủ dễ ra tay. Không chỉ như vậy, hắn ta ở trên sân khấu, chúng ta xảy ra chuyện, hắn xem như vô tội. Quyết Chân, phòng riêng ở đối diện cậu có hai người phụ nữ đang theo dõi chúng ta. Trùng hợp thật, quả nhiên là cậu ta. Linda, chị thấy duyên của em vẫn chưa dứt đâu. Là vợ của Dương Vân Đình đang đi cùng với một phụ nữ. Chính là người phụ nữ cứ nhìn theo anh ở bên ngoài dinh thự nhà họ Dương hôm đó. Đại ca, sao thế? Thẩm Tam, anh Thiết, tìm cách biết rõ toàn bộ thông tin của người phụ nữ đó. Dạ. Hay lắm. Tuyệt vời. Giang Hạc Linh lên sân khấu rồi. Kịch hay sắp diễn ra rồi. Anh nè, anh ngồi ở đâu? Muốn có nó không? Cho hỏi, anh có dặn dò gì không? Đem cái này tới phòng của ông Thẩm, thì cái này sẽ là của cậu. Cứ nói đây là điểm tâm anh Giang tặng. Anh Giang hát xong sẽ qua đó tiếp khách. Vâng. Cảm ơn anh. Để cậu ta vào. Tôi biết người này. Chào anh. Chào cậu. Cậu không bị sao? Tôi thấy yên tâm rồi. Anh nè, tôi tìm anh lâu lắm rồi. Có người kêu cậu đem đồ cho tôi hả? Người đó nói là Giang Hạc Linh tặng. Có biết bên trong là gì không? Anh ta nói là điểm tâm, nhưng tôi nghĩ đó là thuốc nổ. Thuốc nổ còn dám đem tới đây? Thuốc nổ mà cậu còn dám đem vào hả? Quyết Chân, bỏ cậu ta ra. Đứng lại. Làm như vậy anh em sẽ bị thương. Đưa thuốc nổ cho tôi.
Mở cửa. Linda mau đi thôi. Nếu Trương Thiết Tài xuất hiện, lúc nào cũng như vậy. Mau đi thôi. Quyết Trần, người của phòng tuần tra sắp tới rồi. Các anh em bảo vệ anh Thiết. Dạ, đứng lại. Cầm súng đi, nhân lúc hỗn loạn dẫn anh em ra. Chạy ra ngoài, đừng dây dưa với phòng tuần tra. Còn nữa, đưa hai người phụ nữ kia về tới nhà an toàn. Mau đi, anh em đi với tôi. Người anh em, hiện giờ cậu chưa đi theo tôi được. Hẹn gặp lại. Quyết Trần, đi theo tôi. Người anh em, sau này có gì thì tới thẩm phủ tìm tôi. Đại ca, lúc này đi tìm Giang Hạc Linh không phải tự chuốc phiền phức sao? Hắn mời chúng ta xem kịch, chúng ta phải chào mới đi chứ. Chú hát hay quá. Vàng đầu bệt xong việc rồi chứ? Chắc là vậy. Chú, để con ra ngoài xem sao. Mau đi đi. Bang chủ Giang, anh biểu diễn hay quá. Xuân Quang bội phục. Anh Xuân Quang, cậu Thẩm, chuyện này, bên ngoài có chuyện gì vậy? Phải đấy, tôi với Quyết Trần đang ngồi bên dưới xem. Sao tự nhiên lại nổ vậy? Để cho hai vị phải sợ rồi. Mau đi đi. Vâng. Cậu đi đâu đấy? Ông chủ các cậu vẫn còn mặt nạ kia, không đi tẩy trang giúp sao? Tẩy, tẩy chứ. Không được cử động. Ngoan ngoãn đi, đứng im. Ở đây ai làm chủ? Thưa ngài thanh tra, là tôi. Họ là cấp dưới của anh hả? Phải, họ đều là người của tôi. Anh cũng to gan lắm. Người Hoa và Tô giới còn dám mang theo súng, xem như gây rối, bắt hết đi. Không phải, anh cũng bị bắt. Danh thiếp đây. Giang Hạc Linh. Anh Giang hả? Trong nhà hát xảy ra vụ nổ súng, tổng cộng có 3 người tử vong. Những người đem theo súng đều bị tình nghi, bắt buộc phải đưa về phòng tuần tra để thẩm vấn. Dạ. Anh là người làm ăn lại có danh tiếng, ngày mai có thể tới phòng tuần tra để nói rõ tình hình. Dạ được, đưa hết đi, đưa về thẩm vấn. Đi đi. Hai người là ai? Người nhà hết. Tối mai 8 giờ mời đến xem kịch. Họ là khách của anh sao? Không phải. À phải, họ là bạn tôi. Họ đến để cổ vũ tôi. Người nhà hết. Ngài thanh tra đi thong thả. Bang chủ Giang, bộ dạng này của anh cũng không tiện nói chuyện gì. Hẹn hôm khác, tôi với Quyết Trần mời rượu anh. Được. Để hai vị phải sợ rồi. Mời. Chuyện này chưa xong đâu. Có chuyện gì vậy? Chú, để con đi xem. Trưởng đoàn Hà, việc xảy ra là có nguyên do, mong được lượng thứ. Thì
Anh Thiết, anh Khuyết mau lên xe. Thẩm Tam, đưa hai người phụ nữ đó về nhà chưa? Khi em vào trong phòng thì hai người họ không ở đấy nữa. Em đi ra ngoài luôn. Việc anh Thiết giao cho sao lại không làm? Thẩm Tam, phải nhớ quy tắc của tôi. Chấp hành mệnh lệnh. Phải nhớ từng chữ trong từng mệnh lệnh. Đừng tự ý thay đổi. Anh Thiết, anh yên tâm, em nhớ rồi. Ai đó? Trưởng đoàn Hà, là tôi. Trưởng đoàn Hà, có cần tôi đưa cô về nhà không? Cậu mà cũng xứng sao? Trưởng đoàn Hà, tôi đưa cô về. Không cần ai đưa về đâu. Không được. Anh Giang có dặn rồi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Buổi diễn hôm nay bị phá hỏng. Anh Giang chưa diễn hết, nên đặc biệt mời trưởng đoàn Hà đến phụ hát tiếp. Tôi không hát đâu. Buổi diễn bị phá hỏng mà vẫn còn tâm trạng vậy sao? Thằng nhóc, muốn gây chuyện hả? Thân phận như cậu mà cũng muốn bám lấy trưởng đoàn Hà sao? Muốn ăn đòn hả? Tôi đi. Như vậy mới đúng chứ. Mời. Không quyền không thế thì đừng nghĩ đến cái gì hết. Đứng im. Đứng im. Chính là tụi nó. Bắt hết về cho tôi. Đi lên đi. Đồ khốn. Cậu không biết Tô Giới là chỗ nào sao? Thưa ngài, tôi chỉ phái người để theo dõi hành tung của Trương Thiết Tài, không hề làm cái gì. Trong khu vực Tô Giới, thân phận của họ chính là quân nhân của phủ đốc quân, hay có súng trên người. Hiện đã bị cục công bộ để ý tới. Cục công bộ đã nhắc nhở ngài đốc quân là sắp lớn chuyện. Đó chính là xung đột ngoại giao. Cậu nói đi. Ý của cục công bộ là gì? Phủ đốc quân đích thân đưa người sai khiến vụ này đến cục công bộ để giải thích rõ ràng, gửi lời xin lỗi, đồng thời đảm bảo không để xảy ra chuyện này nữa. Trong vòng 12 tiếng hãy giải quyết việc này. Cáo từ. Tên tất lão mũ đáng ghét, liên quan gì tới ta? Tuyệt đối không thể vì Trương Thiết Tài mà bên mình và người anh có mâu thuẫn được. Cậu còn không mau đi đi. Xin lỗi. Đón người về. Dạ. Mọi người coi đi, có chuyện gì vậy? Sao lại là thuốc phiện vậy? Đúng đó, ở đây cũng có. Bên trong này nè. Sao lại là thuốc phiện? Anh Đàm ơi, anh nhìn nè. Cái này ở bên trong túi bông. Đúng đó, nhất định là người Nhật bỏ vô trong đó. Đi, chúng ta đi tìm họ. Đi tìm mấy tên Nhật, tìm chúng tính sổ. Ngồi im. Phó quan La, đây là khu vực Tô Giới, anh còn dám ngang ngược hả? Các người là ai? Cứ ngồi im đó, đi tới chỗ này rồi anh sẽ biết. Lái xe đi. Các người có chứng cứ không? Còn phải hỏi hả? Chính là các người làm. Trả lời chúng tôi đi. Phải có câu trả lời cho chúng tôi. Im đi. Đánh người rồi. Sao lại đánh người hả? Lừa với tụi nó đi.
Thẩm Tam, dùng cách này để mời anh tới thực sự là thất lễ, xin lượng thứ. Hai vị, hình như chúng ta không quen nhau. Thẩm Khuyết Trần, giờ thì quen rồi ha. Đường chủ Trung Tín đường Thẩm Khuyết Trần, nghe danh đã lâu. Ông chủ Thẩm, anh cũng to gan lắm. Anh che giấu tội phạm Trương Thiết Tài, bây giờ lại bắt cóc quan chức của Đốc Phủ. Từng nghĩ tới hậu quả chưa? Hậu quả là chuyện nhỏ. Thẩm Khuyết Trần tôi ở bến Thượng Hải, nguy hiểm gì cũng gặp rồi. Tôi không sợ việc này. Thẩm Tam, ông chủ Thẩm, anh rốt cuộc có mục đích gì? Làm người trung gian, mời vô phòng. Anh La, vô trong đi. Đi thôi. Trông chừng cẩn thận, không cho bất kỳ ai vô trong. Dạ. Phó quan La, cậu khỏe không? Trương Thiết Tài, phó quan La, anh cứ yên tâm, không có nguy hiểm gì ở đây hết. Thời của Tất Trọng Nguyên qua rồi. Đưa tôi. Không đơn giản như vậy. Vụ của Đốc Quân Tất đã kinh động chính phủ Bắc Kinh. Các anh có thể hạ sát La Mỗ tôi, nhưng không thể thoát khỏi lưới trời. Phó quan La, tôi muốn hạ sát cậu thì đâu cần tốn công tới vậy. Lưới trời lồng lộng. Tôi lại muốn nhắc nhở cậu, chính phủ Bắc Dương không trụ được mấy ngày đâu. Hôm nay tôi mời cậu tới là muốn giải quyết hiểu lầm giữa tôi và cậu. Được thì nói chuyện tiếp, không thì tùy cậu. Trương Thiết Tài tôi hạ sát người đó là làm việc quân tử, không dùng thủ đoạn tiểu nhân. Diệu Ngọc, đem thức ăn lên. Dạ. Chị dâu ơi, mở cửa ra, mở cửa, mở cửa nhanh. Trấn Cương, làm sao lại như vậy? Từ từ, có chuyện gì vậy? Trấn Cương, Trấn Cương, tỉnh lại đi. Trấn Cương, anh họ, anh sao vậy? Nói tôi nghe, là ai làm? Bị lũ người Nhật đánh. Buổi chiều lúc chuyển túi bông, công nhân phát hiện bên trong có thuốc viện. Mọi người nói anh Đàm đến phòng giám đốc hỏi chuyện. Ai ngờ lúc ta làm, lũ người Nhật chặn anh Đàm ở cửa công xưởng, nói anh ấy bị đuổi việc. Sau đó xảy ra tranh chấp với tụi nó. Chỉ không ngờ là xuất hiện mấy tên của Hắc Long Hội. Hắc Long Hội là tụi nào? Cậu mới tới Thượng Hải nên không biết. Hắc Long Hội là đám Samu gia Nhật Bản, một bang hội võ thuật dân gian tại bến Thượng Hải. Tên cầm đầu là Kato Masao. Thực ra đó là một đám lưu manh Nhật Bản, chuyên chống lưng giúp tụi Nhật bắt nạt người Trung Quốc. Mấy năm trước, có Trương Thiết Tài của Phù Đầu Bang còn đỡ. Ông ấy chống lưng cho người nghèo bị ức hiếp. Đám tạp nham Hắc Long Hội này cũng không ngông cuồng như vậy. Chị dâu, đừng khóc nữa. Chị xử lý vết thương cho anh đi. Em ra ngoài rồi về. Sau này có chuyện tới Thẩm phủ tìm tôi. Em họ, thôi nhịn đi. Anh họ em ra nông nỗi này rồi.
em họ. Hôm nay thẩm mỗ tôi làm chủ. Đại ca, phó quan La, chúng ta uống cạn ly này. Tôi tin là hôm nay chúng ta sẽ có được kết quả tốt đẹp. Cụng ly. Cho hỏi, sao anh lại muốn đối phó với Trúc Minh Khởi? Đơn giản thôi, tôi bớt đi một kẻ thù. Người anh em của tôi có thêm một chỗ ở bến tàu. Cậu làm sở trưởng sở cảnh sát của cậu. Nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy yên tâm. Được. Nào, nếu như đã bắt tay nhau, thì việc cậu cần làm tiếp theo đây là đưa lộ trình sắp tới của Đồ Xâm đốc quân mới nhận chức cho Khuyết Trần. Thứ lỗi, tôi nói thẳng. Nghe câu này của anh, cảm giác như các anh không phải đang đối phó với tên họ Trúc, mà là mượn tay La Tông Vĩ tôi tạo ra vụ Tất Trọng Nguyên thứ hai. Tôi đang chờ anh giải thích. Phó quan La, làm việc với tôi cứ làm theo là được, đừng hỏi tại sao. Cáo từ. Đại ca, bớt giận, để hắn đi. Kẻ không có tiền đồ, không xứng nói chuyện. Anh La, xin dừng bước. Anh đi như vậy, mối làm ăn của Diệu Ngọc cũng không thành. Anh La, nói chuyện với tôi đi. Không nói nữa. Có cái gì mà nói? Muốn nói thì lên đoạn đầu đài mà nói. Trừ khi hắn ta xử tôi luôn. Phó quan La, anh nói hơi quá lời rồi. Thẩm Quyết Trần tôi làm chủ vụ này, tôi đảm bảo hôm nay anh bình an, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Làm sao? Hắn muốn xông vào phủ đốc quân ám sát nữa hả? Cũng chưa biết được. Suy cho cùng, phủ đốc quân cũng là chỗ mọi người được lui tới. Vậy để hắn ta thử coi. Trong lòng anh La hiểu rất rõ, với thực lực của anh bây giờ, muốn lật đổ Trúc Minh Khởi e là khó thành. Nhưng với anh ấy thì không. Anh ấy đưa được Tất Trọng Nguyên xuống địa ngục, thì cũng đưa được Trúc Minh Khởi lên Tây Thiên. Tôi nghĩ đạo lý này anh La phải hiểu rõ. Anh La, tôi là người trong giang hồ, tôi cũng rất thật tình. Mục đích hôm nay tôi rủ anh tới đây là để chúng ta hóa giải hiềm khích, cùng bắt tay để làm nên chuyện lớn. Hắn ta nhắm tới đốc quân, nếu không phải lấy mạng tên họ Trúc thì là mạng của tôi. Không, anh vẫn chưa hiểu. Vị này rất có máu mặt, không ai dám đụng vô đâu. Anh La, nếu như anh không muốn phải hối tiếc, mong anh ngồi nghe thêm chút nữa được không? Diệu Ngọc, sao cô còn chưa đưa anh La vô trong? Anh La, Diệu Ngọc tốn nhiều công sức anh thiết mới bớt giận. Anh La nể mặt Diệu Ngọc được không? Anh vô trong đi. Diệu Ngọc rất sợ mấy anh. Những lúc mấy anh tức giận, thực sự làm người ta khó xử. Vô trong thôi.
Anh Thiết, anh uống một ly cho bớt giận. Thứ lỗi mạo phạm, tôi tự phạt một ly. Được rồi. Cảm ơn ông chủ thẩm. Phim được dịch Phó Quan La, cậu là người thông minh. Làm cái gì đó, tôi tìm anh thẩm. Chờ một chút. Loại danh thiếp có mùi thơm này, Thẩm Khuyết Trần chỉ đưa cho bạn bè đáng tin cậy. Cậu ta không nói gì hả? Cậu ta chỉ nói cậu ta họ Nghiêm. Được rồi, mời vô đi. Dạ, bà chủ. Phu nhân cho mời anh. Dạ. Mời. Bà chủ. Chào bà chủ. Anh tìm Khuyết Trần có việc gì hả? Tôi tìm Trương Thiết Tài có chuyện gấp. Anh cầm danh thiếp của Thẩm Khuyết Trần đi tìm anh Trương hả? Chỗ chúng tôi không có người này. Chắc anh tìm sai chỗ rồi. Không đúng, họ đi cùng nhau mà. Xin lỗi, hôm nay anh Thẩm không có nhà, anh hôm khác tới nha. A Bảo tiễn khách. Vâng. Anh Nghiêm, mời anh. Nhờ bà chủ chuyển lời dùng tôi. Tôi là anh em của anh ấy, tên Nghiêm Ngộ Xuân. Đi thong thả. Mời anh Nghiêm về thong thả. Đi thôi. Mời anh. Mời. Chị, vừa nãy chị nghe người đó nói không? Là anh em của anh Trương đó. Chị không sợ lỡ việc của anh Trương hả? Em biết cái gì? Lỡ đâu người này theo dõi đại ca của em thì sao? Với lại bây giờ đại ca của em đang giúp anh rể em làm việc lớn không thể phân tâm. Chuyện này đừng có nói với đại ca đó. Độc đoán ích kỷ. Được rồi. Thì ra anh chưa nghĩ như vậy. Có điều kế hoạch này không thể có sơ sót được. Nếu không đừng nói tới trước sở trưởng của tôi. Sợ là còn mất cả mạng nữa đó. Việc cậu đang lo là sợ tôi ở trước mặt Đồ Sâm bán đứng cậu. Tôi hỏi cậu, trong mắt Đồ Sâm tôi là người ra sao? Tội phạm hàng đầu bến Thượng Hải. Ông ta là đốc quân, tôi là tội phạm. Cậu còn lo cái gì? Nhưng sau này thì khó nói lắm. Đồ Sâm trong mắt tôi có khả năng là Tất Trọng Nguyên thứ hai. Còn về Phó Quan La, sau này cũng có khả năng là tấm bia của tôi. Anh Trương Thiệt có tài ăn nói. Như vậy đi, tôi cứ vẽ ra con đường cho anh em là bạn bè, rồi sau này mọi thứ cũng rõ ràng hơn. Làm người phải nói tới lương tâm. Làm bạn bè phải nói đến nghĩa khí. Tôi xin ghi nhớ. Các vị, nói chuyện cả nửa ngày rồi, các vị toàn nói tới đánh chém. Các vị làm Diệu Ngọc sợ đó. Lo nói chuyện không để ý tới cô Diệu Ngọc. Cụm ly thôi. Cạn ly, anh La. Mù hả?
Tránh ra. Tránh ra đi. Tránh ra. Tiền đâu? Anh. Em tiêu hết rồi. Nói lại. Anh, đừng đánh nữa. Tiền mua thuốc cho bà nội em rồi. Có tiền em nhất định trả cho anh. Còn phiếu đây nè. Không tin anh nhìn đi. Cô Tạ. Tiểu Dương Thông, hôm nay con có ngoan không? Dạ ngoan. Đi thôi. Em là Hạ Bính Thần, quen với người như anh, quả thực là có phúc ba đời. Cụng ly. Anh, thân thủ của anh được quá. Hồi trước tôi đi lính, có luyện rồi, em biết ngay mà. Sau này cậu đừng làm những việc này nữa. Cậu nghĩ coi, ai lúc khó khăn không tới tiệm cầm đồ. Dạ. Anh, anh quen với cô gái mà em cướp hả? Em biết rồi. Nói chung là em biết anh có chuyện không vui. Nhưng mà nếu như vì chuyện em cướp của cô gái đó, thì tha lỗi cho em nha. Sau này nếu có tiền, em nhất định sẽ chuộc cái vòng tay về cho anh. Không nói chuyện này nữa, uống đi, cụng ly. Cậu em, có biết Thẩm Khuyết Trần của Trung Tín Đường không? Sao hả anh? Anh có chuyện gì nhớ anh ta hả? Hay anh muốn gia nhập với họ? Cậu đoán đúng một nửa. Tôi có người anh họ bị tụi Nhật ức hiếp. Tôi muốn nhờ anh ta ra mặt giúp, nhưng không ngờ không dễ dàng như vậy. Em tưởng chuyện gì? Không phải là xử lý tội người Nhật sao? Em nói anh nghe, em có mấy anh em làm việc ở chỗ ông chủ Giang, ở Tô giới anh. Em giới thiệu cho anh, Giang Hạc Linh của Thanh Liên Bang hả? Không sai. Đông hơn chỗ của Thẩm Khuyết Trần. Đừng nói là chút giận dung, dựa vào thân thủ của anh để gia nhập bang hội, chắc họ chào đón lắm. Được rồi, tôi không tin đâu. Trường Thiết Tài của Phù Đầu Bang đó chỉ là hư danh thôi. Chút giận thì chỉ có dựa vô chính mình. Anh, em bội phục người như anh. Sau này em nguyện theo anh. Hết nha. Linda. Không ngờ đại ca lại quen với một người phụ nữ như vậy ở Thượng Hải. Dạ đúng. Sống một mình và khép kín. Có điều là rất thân với vợ chồng Dương Vân Đình, còn làm cô giáo dạy đàn cho con trai họ. Hôm nay là ngày cô ta đi dạy. Tôi biết rồi, anh lui xuống đi. Dạ. Bà chủ, chị làm theo lời anh Thiết. Không sao, anh ấy là đại ca của tôi, anh nói với tôi cũng được. Không cần làm đâu. Dạ tôi hiểu rồi. Chị, sao? Chuyện này đừng nói với đại ca. Tại sao? Không sao hết. Giống như tên họ Nghiêm lúc nãy, đừng làm anh ấy phân tâm. Hai chuyện khác nhau mà. Người phụ nữ kia có thể quan trọng với đại ca. Ham sắc quên bạn. Con bé ngốc này. Thiệu Trinh, em quan tâm tới người phụ nữ đó như vậy, có phải là có suy nghĩ gì khác không? Em không nghĩ gì hết. Tóm lại,
Tốt nhất đừng nói với anh ấy. Hôm nay, dọa cho tên họ La sợ tái mặt luôn. Quyết Trần, hôm nay hắn ta nghe lời vì bị hấp dẫn bởi vị trí sở trưởng sở cảnh sát. Nhưng một khi hắn đạt được rồi, hắn nuốt lời, thì hắn sẽ trở thành đối thủ, sau này chúng ta khó đối phó. Vì bến tàu Thuận Phong mà anh làm cho em nhiều việc quá. Đừng nghĩ nhiều. Ở bến Thượng Hải, bến tàu Thuận Phong rất quan trọng với Trung Tín Đường. Cô Diệu Ngọc, cảm ơn cô. Diệu Ngọc không dám nhận lời cảm ơn của anh Thiết. Hôm nay thiệt thòi cho em quá. Đây là thành ý của anh. Anh Thẩm, anh nỡ lòng đối xử với em vậy thì cái này còn ý nghĩa gì đâu. Anh yên tâm, em đã hứa với anh rồi, thì em sẽ làm được. Quyết Trần, đại ca cũng không ngờ cậu lại động lòng với cô Diệu Ngọc. Về nhà thôi. Anh Kato tới rồi. Hay quá. Cảm ơn. Hay lắm. Anh uống gì không? Không cần. Nhóc con, cậu tới lộn chỗ rồi thì phải. Tôi ngồi ở đây rồi. Được thôi. Nhưng cậu phải đạo bắn súng. Được. Với ai? Anh. Đạo với tôi phải có điều kiện. Nói. Cược ít nhất 50 đô. Đủ rồi. Đủ tiền thuốc cho bạn tôi rồi. Phục vụ, đem súng tới đây. Được không anh? Không sao đâu. Chú, chúng ta đi coi thử. Được.
5 phát trúng 4. Hay quá. Thần súng Kato. Mời thằng nhóc Trung Quốc. Trúng hết 5 phát. Hay quá. Lợi hại quá. Được quá anh. Thần súng. Đưa tiền. Thằng nhóc. Mày tới kiếm chuyện phải không? Tôi tới lấy tiền thuốc. Tao đánh nhiều người rồi. Chưa ai dám đòi tiền thuốc với tao. Hôm nay phải đưa cho tôi. Còn dám đòi không? Anh, hảo hán không sợ thiệt trước mắt. Bọn chúng đông, mình đi thôi. Đi. Thằng nhóc Trung Quốc, cút đi. Anh. Bọn Trung Quốc cút đi. Bọn Trung Quốc mà dám đấu với Nhật Bản bọn ta. Phát thứ ba tao bắn bỏ mày. Tiền. Nhanh lên. Biết cái gì gọi là không muốn sống không? Anh. Cậu em xin dừng bước. Tôi muốn mời cậu ly rượu. Anh, đây là bang chủ của Thanh Liên Bang. Cảm ơn. Tôi còn có việc nên hẹn hôm khác. Từ từ đã. Cậu cũng có giá lắm. Ở bến Thượng Hải không có ai không nể mặt tôi đâu. Cậu là người đầu tiên. Tôi không nể mặt anh thì sao? Vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi chỉ thấy thích kiểu bắn súng của cậu. Tôi muốn bàn về vụ làm ăn nhỏ với cậu. Mời. Cậu em ngồi đi. Cậu em, không biết cậu tên là gì? Tôi tên Nghiêm Ngộ Xuân. Đây là 500 đồng, là tôi chuẩn bị cho cậu em đấy. Anh muốn tôi làm gì? Cậu dùng súng giỏi, muốn nhờ cậu trừ khử một người. Ông chủ Giang, chơi súng chỉ là sở thích của tôi. Tôi không dám cầm số tiền này. Cậu em, ở bến Thượng Hải mà có sở thích này thì có thể sống một cuộc sống tốt đó. Thêm 500 nữa. Ông chủ Giang, anh muốn tôi trừ khử ai?
Trương Thiết Tài. Ông chủ Giang, vậy thì số tiền này tôi càng không dám cầm. Cậu em, trên đời không có gì là tuyệt đối. Trương Thiết Tài không dễ đối phó, nhưng hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là kẻ ngông cuồng không lối thoát. Không giấu gì cậu, rất nhiều người muốn kiếm số tiền này, nói không chừng là những người ngồi ngay trước mặt cậu. Vậy nên đây chỉ là tiền cọc tôi đưa cậu thôi. Nếu như có người xử hắn trước cậu, số tiền này cậu có thể không cần trả lại, xem như tôi có thêm người bạn như cậu. Nếu như cậu xong việc thì đây chỉ là một phần nhỏ, tôi sẽ đưa cậu gấp 5 lần chỗ này. Được, tôi hứa với anh. Tới bến Thượng Hải vốn là để liều mạng. Nói cụ thể đi,